Sáng 6 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông Hàn Quốc Kim Huyên Mi. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá cao sự hợp tác đầu tư của Hàn Quốc và Việt Nam trong những năm qua. Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất và là nhà cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam đang coi công tác xây dựng hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp trong việc hoàn thiện thể chế như xây dựng luật quản lý phát triển đô thị, dự án tăng cường phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa. Đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, Bộ trưởng Kim Huyên Mi cam kết trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ về phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và hoàn thiện chính sách về xây dựng, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng.